Sau khi xem xong ở video này thì các bạn hãy vào phần link ở mô tả cũng như là phần link ở comment game của video này để cùng tham gia chơi dự đoán cùng bình luận viên Anh Quân và nhận những phần quà thú vị nhé. Bạn đã biết đến Lilith là con gái của vua địa ngục Mephisto, nữ hoàng của loài nữ quỷ Succubus, một trong những lãnh đạo ác quỷ trong tựa game huyền thoại Diablo 4. Nhân vật này được cho là sẽ đóng vai trò trùm cuối trong game. Hay là trong The Chilling Adventure of Sabrina, Lilith là vợ lẽ của Satan cải trang dưới hình dạng của một giáo viên trung học. Không riêng gì cái tên mà những nhân vật này còn lấy cảm hứng từ một con quỷ có trong kinh Talmud của Do Thái giáo. Nếu bạn đọc vài chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh, bạn sẽ nhận thấy rằng có hai câu chuyện về sự sáng tạo của con người hơi khác nhau. Đầu tiên trong Sáng Thế nói rằng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đó là hai cá thể hình người đầu tiên được chính tay Đức Chúa Trời đã dùng đất sét mà tạo thành và họ ra đời gần như cùng một lúc. Tuy nhiên chương 2 đưa ra phiên bản mở rộng nhưng quen thuộc hơn, trong đó Chúa tạo ra Adam từ đất sét. Và vì thương Adam đơn côi, người bèn lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ, và đó chính là Eva. Hai nhân vật này được cho là thủy tổ của loài người theo Kinh Thánh. Sự khác biệt có thể là do những người biên tập ban đầu của Kinh Thánh đã cố gắng ghép lại với nhau nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện để sáng tạo thành một văn bản chính. Hầu hết những người theo Kitô giáo chỉ đơn giản coi phiên bản thứ hai là sự mở rộng của phiên bản đầu tiên. Nhưng theo truyền thống của Do Thái giáo, người ta cho rằng đây là những lời tường thuật về hai người phụ nữ khác nhau, người đầu tiên là Lilith và người thứ hai là Eva. Nhưng vì sao đã có Lilith rồi nhưng Đức Chúa Trời lại còn tạo ra Eva? Lilith là một hình tượng có sức ảnh hưởng to lớn trong văn hóa xã hội ở vùng Trung Cận Đông và châu Âu, hiện tại cũng được khai thác trong vô số tác phẩm văn học nghệ thuật cận đại, phim ảnh và video game thời hiện đại. Vậy câu chuyện về Lilith là như thế nào? Các văn bản được biết đến lâu đời nhất mà rõ ràng đề cập đến Lilith là người vợ đầu tiên của Adam là The Alphabet of Ben-Sira, tạm dịch là bảng chữ cái của Ben-Sira, được viết vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8 và 11 sau Công Nguyên. Và thật bất ngờ vì nó nói rằng Lilith và Adam chia tay vì bất đồng trong chuyện khi giao hợp ai sẽ là người giữ thế chủ động, có thể hiểu là người nằm trên. Một ngày nọ, Adam đề nghị được ăn nằm với Lilith. Nàng Lilith ra điều kiện rằng nếu Adam cho nàng ngồi lên trên, thì nàng cũng sẽ để cho Adam làm lại điều tương tự. Lilith chỉ đơn giản là cho rằng vì cả hai đều là những thực thể bình đẳng, việc Adam có thể làm thì Lilith cũng có thể. Tuy nhiên, Adam đã không nghĩ vậy và từ chối. Trong phiên bản ngụy tác của sách Sáng Thế, có một đoạn thoại của Adam với Lilith như sau. Vì sao tôi phải nằm bên dưới cô? Chúng ta cùng sinh ra từ cát bụi, bởi vậy chúng ta ngang hàng nhau. Tuy chính Adam đã nói rằng cả hai là những thực thể ngang hàng, không phụ thuộc, nhưng Adam lại không chấp nhận để Lilith nằm trên mình cũng như buộc Lilith phải tuân theo ý của chàng. Adam ý thức được uy quyền của nam giới trong mình và dường như đó là lý do khiến mọi hành động của chàng trở nên cực đoan đến vậy. Thậm chí Adam đã dùng vũ lực để ép buộc Lilith. Không muốn nhượng bộ và cũng quá phẫn uất trước thiên tính làm chủ của Adam, Lilith đã gọi to tên thật của Đức Chúa và từ lưng của nàng mọc ra đôi cánh và bay vút khỏi vườn địa đàng. Sự việc này khiến Adam rơi vào cảnh đơn côi một lần nữa, vì rõ ràng với Adam, dù cho cuộc hôn nhân cùng Lilith có lục đục như thế nào, nửa kia của mình bất tuân ra sao, thì Lilith vẫn là thực thể con người duy nhất ở vườn địa đàng. Hay nói cách khác, nhu cầu đàn ông của Adam chỉ mỗi Lilith là có thể thỏa mãn. Thế nên chàng thưa chuyện với Đức Chúa, mong người mang Lilith về với mình. Lập tức người cử ba thiên thần là Sensoi, Sansenoi và Semagel đi bắt Lilith. Họ tìm khắp nơi và cuối cùng phát hiện Lilith bên cạnh biển chết, nơi nàng sống cùng Samael. Samael là con quỷ có số có má, là tổng lãnh thiên thần sở hữu quyền năng chết chóc, có vai trò cực kỳ quan trọng trong kinh Talmud và truyền thuyết Do Thái. Cặp đôi này ăn nằm với nhau và sinh ra 100 quỷ con mỗi ngày. Nhưng có một số tài liệu lại ghi nhận Lilith đã ngã vào vòng tay của một cựu thiên thần khác là Lucifer. Nhưng dù có là ai thì Lilith chọn đứng về phía quỷ, theo như con tim mách bảo, nơi đó có sự tự do và bình đẳng mà nàng mong muốn. Và có thể chắc chắn Lucifer hay Samael không bắt nàng phải nằm bên dưới như Adam. Quay lại với câu chuyện, khi ba thiên thần tìm thấy Lilith, ban đầu họ thuyết phục nhưng bị nàng nhất quyết từ chối thì chuyển sang đe dọa rằng nếu nàng không quay về vườn địa đàng, họ sẽ giết chết nàng và sau đó là đến những hàng trăm đứa con của nàng. Nhưng Lilith một mực không quay về với Adam, thậm chí nàng còn lật ngược thế cờ, dùng những đứa trẻ sơ sinh làm con tin để đe dọa ngược lại ba thiên thần.
Lilith không hề nói điều, mạng sống của những đứa trẻ sơ sinh thật sự nằm trong tay nàng. Vì trước kia Thiên Chúa đã giao cho Lilith nhiệm vụ chăm sóc các trẻ sơ sinh nam tới ngày thứ 8, ngày cắt bao quy đầu và trẻ sơ sinh nữ tới ngày thứ 12. Nếu những đứa trẻ mới sinh không được đeo bùa hộ mệnh ghi tên ba thiên thần đó hay không được đặt theo tên thiên thần, nàng dám chắc rằng sẽ dùng quyền năng và khiến đứa trẻ đó phải chết. Câu chuyện trên cũng giải thích vì sao người Do Thái từng đeo cho trẻ sơ sinh một mặt dây chuyền khắc tên ba vị thiên sứ để bảo vệ chúng khỏi bị ác thần Lilith hãm hại. Ngoài ra, trong suốt thời Trung Cổ, Lilith có nghĩa là tiếng cú kêu hoặc quái vật đêm. Ở xã hội sơ khai, người ta có thể tự do đổ thừa cho quỷ, thần, thánh, chúa khi có một điều gì không thể giải thích. Và kể từ khi Lilith trở thành quỷ, nàng là cái cớ để người ta gán cho tội gây ra cái chết cho trẻ sơ sinh. Những đứa bé chết trong bụng mẹ, chết non, Lilith cũng trở thành con quỷ của sự trụy lạc, ham muốn, là quỷ của một loạt hành vi phạm tội. Vì Lilith đã chống đối đến cùng chứ nhất quyết không quay về với Adam và vườn địa đàng, đến ba thiên thần đã quay về trắng tay. Một thời gian sau, Đức Chúa lại tạo ra một thực thể khác để bầu bạn với Adam. Lần này người không dùng đất sét mà dùng một phần thân thể của Adam để tạo nên người phụ nữ. Và như thế, từ xương sườn của Adam, Eva đã ra đời. Có thể hiểu, để tránh mối bất hòa trong gia đình, Đức Chúa không tạo ra hai thực thể riêng biệt nữa. Eva được sinh ra từ xương sườn của Adam như lời ngụ ý rằng người phụ nữ nào cũng cần một Adam để nương tựa, vì vậy những ý định chống đối đều bị gạt đi. Điều này lý giải vì sao Eva sinh ra với tinh thần vâng phục, hiền lành và ngoan ngoãn. Cả hai sống hạnh phúc cho đến sự cố ăn trái cấm xảy ra. Còn về phần Lilith, nàng bị gán với những thói xấu trên đời. Nàng là con quỷ hiện thân cho sắc dục, hoang dâm trụy lạc, chuyên săn tìm và giết trẻ em. Những đứa con nàng sinh ra chính là Succubus, chuyên đi dụ dỗ và giết đàn ông. Nhưng trong văn hóa đại chúng, việc Lilith không sẵn sàng chấp nhận địa vị thấp kém và thậm chí phớt lờ án tử để không phải chịu đựng thứ gọi là nam quyền của Adam biến nàng trở thành biểu tượng của nữ quyền và là người mở đường cho công cuộc đấu tranh bất bình đẳng giới. Thật vậy, Lilith đã trở thành biểu tượng nữ quyền mạnh mẽ đến nỗi tạp chí Lilith được đặt tên theo nàng. Lilith đã thoát khỏi tư tưởng đặt mình lên trên của Adam. Vậy Eva liệu có hạnh phúc khi sống cùng Adam khi mà tính cách ngoan ngoãn và biết vâng lời của nàng là do Chúa và Adam cấy vào? Hay vì quá yếu đuối và phụ thuộc mà Eva không thể phá bỏ xiềng xích như Lilith đã từng làm? Và biết đâu con rắn được ghi chép trong những văn bản cổ đã dụ Adam và Eva ăn trái cấm thực chất là Lilith với mục đích giải phóng Eva khỏi lớp vỏ hạnh phúc ngụy tạo? Có lẽ chúng ta không thể biết được câu trả lời. Nhưng có thể kết luận rằng, dù chỉ là câu chuyện kinh thánh, nhưng ý thức về bình đẳng giới đã được xã hội sơ khai đề cập đến từ rất sớm. Lilith là người phụ nữ đầu tiên khẳng định với hàng triệu người phụ nữ trên thế giới rằng sức mạnh của lời nói, kiến thức và sức mạnh ý chí sẽ phá vỡ mọi xiềng xích mang tên hủ tục, định kiến để hướng đến khao khát bình đẳng và tự do. Lilith có thể là con quỷ trong kinh thánh, nhưng nàng là nhân vật xứng đáng được học hỏi và noi theo.